Một đoạn trong trường ca mẹ Việt Nam, Biển Mẹ, gồm có các ba nhạc khúc Mẹ Trùng Dương. Xin chị Nhuận. Chị Nhuận là người điều khiển chương trình, điều khiển ban hợp dưỡng Trưng Vương. Em xin chị Nhuận giới thiệu, nói cho quý vị nghe ba tựa bài của ba bài hát mà ban hợp dưỡng sẽ hát hôm nay. Vâng, để mở đầu thì xin quý vị nghe bài Mẹ Trùng Dương, nói về biển mẹ. Biển đã bao dung và cho con, các con sự sống. Và đến là kế tiếp là bài Chớp Bể Mưa Nguồn. Đêm qua chớp bể mưa nguồn, để người trong nước hết buồn lại vui. Và cuối cùng là Thanh Thang Thuyền Về. Một đoàn người ra sông đánh cá, ra biển đánh cá và thanh thang trở về. Và nhờ là biển mẹ đã nuôi sống chúng ta. Wow, xin quý vị một tràng pháo tay cho chị Nhuận thật sự. Thiên Hương chưa hề nói trước với chị Nhuận là chị sẽ giới thiệu ba bài này. Em tưởng chị chỉ nói ba cái tựa bài thôi. Ai nhè chị tuôn ra một tràng, đúng là nhà báo phẩm mạng. Xin một tràng pháo tay cho chị Nhuận, em khâm phục chị luôn. Sao có thể mang
quý vị cũng